Bộ Ngoại giao Liban ngày 11 tháng 10 cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ném bom vào đài quan sát và căn cứ chính của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban Unifin và căn cứ của tiểu đoàn Sri Lanka, khiến một số người bị thương. Vụ việc mới nhất xảy ra gần một tháp quan sát và được coi là một diễn biến nghiêm trọng theo tuyên bố của Unifin, nhấn mạnh rằng an toàn của nhân viên và tài sản Liên Hợp Quốc phải được đảm bảo. Trong vụ tấn công, một trong hai lính mũ nổi xanh bị thương đã được chuyển đến bệnh viện tại thành phố Tire gần đó. Người còn lại được điều trị ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tại vị trí Unifin gần đường xanh ở Labune, một số bức tường đã đổ sập khi xe ủi của quân đội Israel tiếp cận và xe tăng di chuyển gần khu vực này. Phía Israel thừa nhận các lực lượng của họ đã bắn vào khu vực viện lý do đang đáp trả các mối đe dọa và cho biết không chủ ý khiến hai lính mũ nổi xanh bị thương. Liban đã lên án các vụ tấn công gọi đó là tội ác và kêu gọi ngừng bán ngay lập tức. Lực lượng Hezbollah cũng cáo buộc Israel cố tình tập kích lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và dân thường. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng vụ việc không thể chấp nhận và không được phép tái diễn. Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều lên án hành động của Israel, yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Israel để yêu cầu giải thích và nhấn mạnh rằng các vụ tấn công này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.